Giới chức Nga cho biết là tính tới thời điểm hiện tại thì lực lượng cứu hộ đã phát hiện ít nhất là hai người thợ mỏ thiệt mạng sau khi một vụ sập mỏ vàng ở tại khu vực Chelyabinsk vào hôm qua 23 tháng 4. Hiện các đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm ít nhất là một người thợ mỏ, được cho là có mặt tại mỏ vàng này khi vụ tai nạn xảy ra. Vụ sập mỏ vàng xảy ra ở độ sâu khoảng 700 mét. Được biết là mỏ vàng này thuộc về tập đoàn khai thác Zhujuran Zoloto. Hiện Ủy ban điều tra Nga đã lập một tổ chuyên án để điều tra vụ việc vì nghi ngờ công ty khai thác mỏ này đã vi phạm các quy tắc bảo hộ lao động.